Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mà thật kỳ xa, môi thơm tóc xinh. Đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hay đâu đắn đo cho môi tơ vò. Hay cứ khóc rồi cười to, xem phim shopping. Cuộc sống luôn đầm bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo. Tôi tính hết rồi. Quán này là quán ông Nam hay lui tới. Mình cứ lãng vảng ở đây, thế nào cũng bắt được quả tang. Nhưng mà bà có chắc chắn là mình hóa trang như vậy không nhận ra không? Trời đất ơi, bà nghĩ tôi là ai vậy? Tôi là ai? Tôi là Linh. Một khi mà tôi đã ra tay rồi là chắc chắn phải thành công. Dạ, chào hai chị. Hai chị dùng gì vậy? Hai chị hả? Chị nào? Dạ chị đây. Mấy anh nhậu có chị gì? Nói gì á? Chị vẫn chơi hoài, nhìn chị là biết liền à. À, hai chị ngụy trang như vậy chắc chắn hai chị đang... Thời buổi bây giờ là tiên tiến rồi. Mình cứ mạnh dạn công khai đi, đừng sợ nha. Cho tôi hai ly cà phê sữa. Nhanh lên, đi vô. Nó nhiều quá. Nhưng gì nó mà nó nhiều sao? Bà... Trời ơi, thì lâu lâu này cũng xui xui thôi. Em em yên tâm đi em. Cô bỏ đó là hả? Điện thoại rồi. Em à, em nghe anh giải thích được không vậy? Chắc chắn hả? Thì là bắt cô đa hai cái tay gì hết á. Anh có cái ổn này rồi. Em thôi. Tội nghiệp của má này à. Trời ơi, em. Ôi, cái lồng, cái lồng, cái lồng, cái lồng. Ôi, ôi, tiếng luôn á. Trời ơi, đúng rồi nè em. Ôi, tay này quá em. Mà quá hẹt. Trời ơi, cái cảnh hả, cảnh đắt giá nha bà nhớ về làm á hả, cái gì slow motion lại á, hiểu không? Trời ơi, đó, đó. Cái gì vậy mà Linh? Tôi không phải gì? Hả? Tôi không phải mà. Tôi đang nhắn tin trong group. Trời ơi, cái chuyện này quan trọng lắm. Tôi mà không có đọc bài này là tôi bị đánh đớt đó. Ừ, mất một cái phương tiện đấy chứ. Thì bây giờ tôi quay có gì đâu. Quay cái gì mà lên đây. Ai? Gì đấy? À, cái gì vậy né đó? Đi lên cái cánh chỗ, cái chỗ. Dạ, em xin lỗi. Sao mà em? Trời ơi, đi đâu kìa? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Ủa hai chị? À, không dùng nước hai chị? Tất cả là do bà hết á. Nếu mà bà không lo làm chuyện riêng á, thì tụi mình đâu có bị mất dấu đâu. Nè, sao đổ thừa hết cho tôi như vậy được? Là tại do nhân viên phục vụ chứ bộ. Lúc nãy mà hắn ông trắng á thì tôi đã ghi lại được rồi. Với lại á tôi chỉ bỏ lỡ có một cái tát thôi à. Trời ơi, thứ thiệt luôn á, nhờ bà có nhiêu đó chuyện à mà bà cũng không xong nữa. Thiệt tình chán bà ghê luôn á. Con gái đừng có lớn tiếng với bạn vậy chứ. Mẹ con biết, mẹ con buồn đó. Dượng nói cho con biết, Dượng không phải là dạng vừa đâu. Dượng không bao giờ để lộ một sơ hở nào để cho con phá hủy cái cuộc hôn nhân của Dượng và mẹ con nha. À, còn hai em á, à, mai mốt có đi do thám á thì làm ơn yên tĩnh chút. Hồi nãy hơi ồn, anh nói chuyện không có được. Vậy nha. Chào hai em anh đi. Bye con. Nhất định một ngày tôi sẽ vạch trần bộ mặt của hắn ta trước mặt của mẹ tôi. Gửi theo hương hoa mê mù dặn lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Cô đơn mình ta vẫn vương hồi ức trong mưa say chiều mưa buồn. Lạc trôi sơn tùng. Lạc trôi sơn tùng. Ờ đúng rồi ha. Làm sao mà người ta có thể viết ra được một cái lời bài hát hay như vậy được? Nhưng mà này là của người ta, không được. Mình sẽ phải làm một bài khác. Na 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 na. Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tương tế thành nghi hoa ca. Vài ba đứa đen tư theo bài vợ người ta. Cưới. Ờ ha, bài vợ người ta. Ôi Linh,
Linh làm cho tính muốn đụng tim luôn á. Mắc gì đụng tim? Tôi ngồi tôi đánh đàn mà làm gì mà Linh đi qua đi lại với bóng ma vậy? Bóng ma hả? Em mới là bóng ma á. Làm gì hỏng lo học tối ngày đàn hát vậy? Đã vậy còn ngâm thơ viết thơ, hay quá ha. Ủa? Thì đây là sở thích của tính. Thì tính thích thì tính làm thôi. Chị nói em sao chị không nghĩ là chị đi? Chuyện sao? Chị nói chị học thiết kế mà em chẳng thấy chị thiết kế bộ nào ra hồn cơ. Ê, xin lỗi nha nhóc, vậy là em không biết rồi. Những cái mẫu thiết kế của chị toàn là chất chơi không á nha. Những mẫu thiết kế của chị lúc nào cũng được thầy cô đem ra hội đồng giám khảo chấm. Vậy là em không biết rồi. Thiệt không? Ừ, chứ sao? Bộ em không tin chị hả? À, vậy giờ mình cá đi. Cá nếu gì? Nếu mà chị nói không đúng sự thật thì chị sẽ phải may kem màu cao. Chơi luôn. Nhớ nha. Nhớ nha. Chết rồi, thầy gọi. Bây giờ làm sao ta? Làm sao? Làm sao? Thì gọi thì nghe đi. Chị học trò cưng của thầy mà. À, dạ, con nghe thầy. Dạ. Dạ. Cái gì? Thầy qua nhà hả? Ủa, sao mà thầy biết nhà của con được? Dạ. Dạ. Chết rồi, thầy quá, làm sao đây? Chết gì mà chết, chị là em thiệt. Em rất ít thấy thầy nào mà qua nhà học sinh. Chị là thầy học giỏi lắm mà thầy mới qua đây tuyên dương đúng không? Tuyên dương cái gì mà tuyên dương? Tuyên án thì có. Thầy của chị để đầu mua đen quá. Chắc mà em đi hết y chang vậy nha. Dạ em mời thầy ạ. Cảm ơn. Có chuyện nóng á thầy ơi. Nói sớm quá vậy. À, thầy có sao không thầy? Cậu là... Dạ em là em của chị Linh thầy. Em còn cười được nữa hả Linh? Dạ. Đi học thì báo bệnh, điện thoại thì tắt suốt. Nếu trong nhóm mà không chỉ nhà em á, để tôi tới xác minh á, thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? Dạ, em xin lỗi thầy. Xin lỗi cái gì? Em có biết em nghỉ bao nhiêu buổi học hay không? 3 buổi. Toàn là những buổi rất là quan trọng, hướng dẫn về kỹ thuật, màu sắc và cắt mai. Dạ. Tôi nhớ chính xác là ngày thứ 2, ngày 25 đó. Ủa, ngày đó là mình đưa chị Sương đi diễn đúng không chị? À, thì ra là trốn học để đi diễn hả? Thích làm diễn viên hả? Thích tham gia showbiz à? Thì thôi nghỉ học đi. Dạ. Đi học làm thiết kế để làm gì? Mất công. Thầy ơi, thầy cho em nói cái thầy. Không phải vậy đâu. À, thật ra là tụi em đang giúp hỗ trợ trang phục cho một bạn. Bạn của em là diễn viên. Nếu như mà bạn em mà nổi tiếng thì lúc đó em sẽ có thể là... Em có thể xuất hiện lên trên mặt báo hết trơn. Lúc đó tôi sẽ tự hào về em gì? Dạ, đúng rồi đó thầy. À, đủ rồi. Đừng có ngụy biện nữa. Dạ. Linh, em có biết em là một sinh viên mà tôi đã hướng dẫn tốt nghiệp đầu tiên hay không? Nếu như cái đồ án em không thành công, em thi rớt, thì cái chức phó khoa của tôi cả như tiêu á. Em có hiểu không? Dạ. Tôi là thầy hướng dẫn của em, tôi không thể nào nhìn em vấp ngã được. Đây là cơ hội cuối cùng cho em đó. Nếu không người ta sẽ đánh rớt em. Không là không. Em không coi lời nói của tôi ra gì phải không? Không phải đâu thầy. Tại em đang có chuyện gấp với thầy. Chị, có chuyện gì vậy? Thằng Nhân nó đang qua đây nè. Nó mà thấy cái cảnh này là nó mét mẹ chị. Mẹ chị lôi đầu chị về ở gì là chết luôn đó. Trời, căng nghe. Bây giờ tính sao? Ai biết đâu. Nãy giờ tôi nói chuyện với ai Duy Linh? À, dạ. Tôi nói chuyện như nước đổ đầu dịch phải không? Dạ, dạ không có đâu thầy. Em nghe rất rõ luôn. Thầy nói gì em nghe được hết. Em biết thầy là một người rất là thương học trò. Em nghĩ như vậy nè thầy. Hay là mình ra quán cà phê nói chuyện với thầy nha thầy. Cái gì? Ra quán cà phê hả? Em đuổi tôi à? Dạ em không có ý đó. Nói sao bây giờ ta? Hay là mình đi trốn đi. À không phải. Bây giờ tính sao đây chứ. Thầy hay là em nói vậy nè. Bây giờ mình ngưng bàn về cái chuyện này trong 30 phút được thầy. 30 phút thôi. Chị nha, chị giấu thầy hoài đi.
thầy đem nói luôn sự thật cho thầy. Chị rất là siêng thầy, mà tại vì em thấy trên lớp không phải, ở trên phòng chị á thầy, em thấy rất là nhiều mẫu thiết kế, rất là nhiều mẫu áo đẹp luôn, mà chị giấu thầy á thầy. Dạ đúng rồi đó thầy. Thầy không tin hả? Em dẫn thầy lên trên đó. Thầy mà lên trên đó thầy thấy xong thầy xuống thầy xử đúng lý rồi, chị. Thầy lên lẹ đấy thầy. Thầy lên đấy thầy. Thầy. Đi em dẫn thầy đi thầy. Đây nè thầy, đường này nè thầy. Hello chị Liên. Lấy cái gì thì lấy nhanh lên đi, chị bận lắm. Đây. Trời ơi sao? Sao nãy giờ chị kêu là chị đang ở trường mà giờ chị đã ngồi đây rồi. Nhanh thế. Thì chị về chị mở cửa cho em vô. À tốt ghê ha. Cảm ơn chị nhá. Ủa làm gì vậy? Lấy xong đồ rồi thì biến đi. Ở đây làm gì nữa? Thôi, nãy giờ em đi đường phóng cũng vội mà giờ mệt lắm thôi nghỉ một lúc, với cả là chờ anh tính về hai anh em chơi đàn, thân rồi với thân mù. Cái gì? Tính không có ở nhà. Đi về đi, nhanh lên chị bận lắm. Nhanh. À này hôm nay làm sao? Thôi, sao hôm nay chị căng thế? Bình thường chị đâu căng này với em đâu. Hay là chị giấu em chuyện gì đúng không? Này cẩn thận, em mách mẹ chị nha, em mách mẹ chị là chị phải về nhà gì ở, chị không được ở đây đâu. Chị không có rảnh để mà đôi co với em, tại vì bây giờ chị đang bận lắm. Bây giờ á là chị còn phải lên trường để mà họp nhóm, thầy gọi nãy giờ luôn. Giờ em có về không? À chị biết rồi, em thiếu tiền tiêu vặt đúng không? Nè à, đúng rồi, đúng rồi. Ok, thôi em về nhá. Ừ, đi đi, nhanh lên. À mà em nhớ ra, em để quên mấy cuốn truyện tranh ở trên tầng. Em chưa đọc em. Ê, quay, đứng đó. Đứng, quên cái gì mà quên. Quên thì để chị gọi cho anh Tính đem xuống. Tính á? Sao Tính? Nãy chị kêu là Tính không ở nhà mà sao giờ Tính ở đây? Có chuyện gì rồi đúng không? Em phải lên trên tầng. Thầy. Sao đây thầy? Lên. Đồ án tốt nghiệp của em lần này rất chắc. Thầy, ủa sao vậy thầy? Thầy Tính, em làm cái gì thầy vậy? Em nhốt thầy. Cái gì mà nhốt thầy? Nhốt ở đâu? Trong nhà vệ sinh. Chị Linh. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin.